Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Núi Sông Bờ Cõi của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật Biển Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng trong hoạt động lập pháp của Việt Nam nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước trên tinh thần hữu nghị, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Qua 10 năm ban hành và triển khai thực hiện, Luật Biển Việt Nam đã mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài hoan nghênh, ủng hộ. Bộ luật này là nền tảng, cơ sở pháp lý nhằm khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trở thành hành lang pháp lý để phát triển kinh tế biển. Và để tìm hiểu kỹ hơn về vai trò của Luật Biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, chúng tôi đã mời đến trường quay Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, thành viên Ban chỉ đạo Diễn đàn Đại dương Toàn cầu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn anh. Xin chào quý vị khán giả. Trước tiên thì xin mời Phó giáo sư tiến sĩ và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng xem phóng sự tổng hợp về Luật Biển Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia biển, có bờ biển dài trên 3.200 km. Kinh tế biển và các ngành liên quan đến biển đóng góp lớn vào nền kinh tế đất nước. Năm 1994, Việt Nam đã phê chuẩn và chính thức trở thành thành viên của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Luật Biển Việt Nam chính thức được Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 3, thông qua vào ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Luật Biển Việt Nam bao quát các vấn đề quy chế pháp lý các vùng biển Việt Nam và điều chỉnh các hoạt động trong các vùng biển Việt Nam, bao gồm 7 chương và 55 điều. Trên thực tế, các nước ven biển đều có các luật về biển, luật về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa. Trong đó, trước năm 2012, Việt Nam mới chỉ có một số văn bản pháp luật đề cập đến một số khía cạnh cụ thể có liên quan đến biển. Việc thông qua Luật Biển cũng là một trong những bước đi cần thiết để Việt Nam có thể thực thi một cách có hiệu quả các cái quy định của Công ước Luật Biển năm 1982, phù hợp với cả nguyên tắc về tận tâm thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế đã được ghi nhận trong luật quốc tế. Thì nó cũng là một cách thức để Việt Nam tiếp tục khẳng định cái chủ trương chính sách đối ngoại của Việt Nam, chủ trương chính sách của Việt Nam đối với vấn đề giải quyết các tranh chấp quốc gia trên biển bằng các biện pháp hòa bình và truyền tải một cái thông điệp rất là mạnh mẽ đến với các quốc gia. Đó là Việt Nam thì là một cái thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và là một cái quốc gia thượng tôn pháp luật. Để vận dụng hiệu quả những nguyên tắc quy định trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam cần xây dựng một bộ luật tổng quát về biển. Mục đích của việc xây dựng và ban hành Luật Biển Việt Nam là để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo cơ sở pháp lý để xác định các vùng biển Việt Nam và quy chế pháp lý của các vùng biển đó, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích của Việt Nam. Thể hiện đúng là cái vai trò trách nhiệm của Việt Nam là một cái tư cách là một thành viên tích cực có trách nhiệm đối với Công ước Luật Biển. Và nó cũng là tạo ra một cái hành lang pháp lý rất là quan trọng để mà điều chỉnh các cái mối quan hệ xảy ra trên biển, trong vùng biển và thềm địa của chúng ta. Như là vấn đề hoạt các hoạt động về kinh tế, hoạt động về an ninh quốc phòng, về quan hệ đối ngoại, chính trị. Biển và hải đảo thì có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biển Đông có cái vị trí đặc biệt quan trọng về địa chiến lược, chính trị, kinh tế và tự nhiên đối với nước ta. Chúng ta cũng đã và đang và sẽ tiếp tục khai thác được cái lợi thế và tiềm năng của biển để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc ban hành Luật Biển Việt Nam năm 2012 là nhu cầu tất yếu nhằm phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ, thì với việc chúng ta thông qua Luật Biển Việt Nam vào cách đây 10 năm, thì đây là lần đầu tiên mà nước ta có một văn bản quy định đầy đủ về chế độ pháp lý của các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, theo đúng như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông có thể phân tích kỹ hơn về ý nghĩa của việc ra đời Luật Biển Việt Nam không ạ? Có thể nói rằng là cái việc ra đời Luật Biển Việt Nam năm 2012
là một cái dấu mốc lịch sử hết sức quan trọng trong cái đời sống pháp luật của Việt Nam, và đặc biệt là đối với lại cái sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của đất nước. Sở dĩ như thế là bởi vì chúng ta đã tham gia Công ước Luật Biển với tư cách là thành viên từ năm 1994. Cho đến nay, Công ước Luật Biển cũng là cái tuổi 40. Trong suốt cái quá trình tham gia đó thì Việt Nam luôn luôn thể hiện là một cái thành viên có trách nhiệm, và chúng ta thực hiện các cái quy định của Công ước đối với các vấn đề về biển đảo trong phạm vi các cái vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán. Cũng như là chúng ta cũng nhìn nhận đến cái khả năng tham gia vào những vấn đề của đại dương quốc tế. Với cái quá trình thực hiện nghiêm túc như vậy ấy, thì chúng ta đã có được những các cái vận dụng vào cái thực tiễn của Việt Nam. Và trong quá trình đó thì chúng ta cũng cân nhắc những các cái lợi ích của Việt Nam, lợi ích của quốc gia bên cạnh các cái quy ước chung của quốc tế. Thì đấy chính là cái điều quan trọng, là ý nghĩa. Chính vì thế cái luật biển Việt Nam nó như là một cái công ước luật biển nhưng mà ở cấp quốc gia của Việt Nam. Nó thu gọn lại và nó tập trung nhiều vào những vấn đề quy định về những vấn đề về chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển theo quy định của công ước, cũng như là nó quy định những các cái nghĩa vụ và trách nhiệm trong cái việc phát triển kinh tế biển trong các cái vùng biển mà chúng ta tuyên bố như vậy. Sau khi chúng ta thông qua luật biển Việt Nam thì các bước để mà nội luật hóa luật quốc gia của chúng ta thì được thực hiện như thế nào? Thực ra các bước nội luật hóa của chúng ta làm khá là công phu. Trước hết là chúng ta dựa trên những các cái tuyên bố của chính phủ, như là tuyên bố năm 1977 về các vùng biển, tuyên bố về đường cơ sở để tính chiều rộng của lãnh hải năm 1982. Trên cơ sở đó thì chúng ta sàng lọc, lựa chọn những vấn đề để mà làm sao đạt được những cái mục tiêu. Thứ nhất, nó phải tuân thủ và phù hợp với những quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982. Cái thứ hai là nó phải bảo đảm được cái lợi ích quốc gia về chủ quyền, lợi ích về vấn đề về kinh tế, lợi ích về vấn đề quan hệ đối ngoại. Thì chúng ta tính toán khá đầy đủ để làm sao cân nhắc cả lợi ích của chúng ta và cả những lợi ích của các nước láng giềng trên cơ sở các cái quy định của quốc tế. Vậy nếu để mà so sánh luật biển Việt Nam năm 2012 với những cái văn bản pháp luật trước đó cũng có quy định về biển, có những điểm nào đáng chú ý? Luật biển Việt Nam năm 2012 thì cũng đã đưa ra được rất nhiều cái điểm mới, những cái quy định hết sức cụ thể. Trong đó thì có thể nói là lần đầu tiên ở cấp độ luật pháp quốc gia thì chúng ta đã quy định về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng ta cũng lần đầu tiên quy định về các cái chế độ pháp lý phù hợp với quy định của Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Trong đó chúng ta cũng đã quy định và cụ thể hóa những vấn đề liên quan tới quyền đi qua không gây hại của các tàu thuyền nước ngoài đối với vùng lãnh hải của Việt Nam, kể cả tàu quân sự. Và cái điều này là nó giúp những cái cơ quan thực thi pháp luật, kể cả những công dân, hiểu rất rõ cái quy định này. Về sau này nó tránh những cái thông tin mà hiểu sai cái sự thật hoặc thất thiệt. Lần đầu tiên quy định về các cái chế độ pháp lý liên quan việc phát triển kinh tế biển gắn với việc bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo vệ tính bền vững của cái vùng biển. Chúng ta cũng lần đầu tiên khẳng định là cái sự thống nhất quản lý nhà nước về biển. Và cái này nó đồng nghĩa với việc là biển phải được quản lý một cách tổng hợp, liên ngành, liên vùng, liên cơ quan. Nếu là trong khu vực Biển Đông thì là liên quốc gia. Thì cái nguyên tắc quản lý thống nhất và tổng hợp này rất quan trọng, nó quyết định rất nhiều vấn đề. Thì đây cũng là những cái vấn đề tôi cho rằng rất mới. Thưa quý vị, khi được thông qua vào năm 2012, Luật Biển Việt Nam đã có hẳn một chương riêng, chương 4 về phát triển kinh tế biển với những nguyên tắc và định hướng phát triển cụ thể. Luật Biển Việt Nam xác định phát triển kinh tế biển bền vững, phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, gắn với yêu cầu quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, gắn với sự nghiệp bảo vệ, chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn trên biển. Như vậy, Luật Biển Việt Nam đã góp phần cụ thể hóa chủ trương về chiến lược biển Việt Nam bằng những quy định pháp lý cụ thể và là tiền đề quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động phát triển kinh tế biển trên mọi lĩnh vực. Qua đó,
kinh tế biển đều phát triển một cách toàn diện, bảo đảm tính bền vững, đồng thời đóng vai trò là nguồn lực quan trọng nhằm góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, mà trước hết là chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sau 10 năm thực thi luật biển Việt Nam và 4 năm triển khai nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế biển và ven biển dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Du lịch biển đảo mang lại 70% doanh thu cho ngành du lịch cả nước. Vận tải hàng hóa đường biển đạt 85,1 triệu tấn. Sản lượng khai thác quy dầu khí đạt 18,43 triệu tấn. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.920.000 tấn. Nuôi trồng đạt 4.805,8 nghìn tấn. Để đạt được những thành tựu này, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra từ thực tiễn thực hiện các chính sách, chiến lược về biển của Việt Nam. Năm 2007, chiến lược biển Việt Nam tầm nhìn đến năm 2020 được ban hành. Sau 5 năm, việc thực hiện chiến lược biển này bộc lộ những hạn chế. Nhận thức về vai trò, vị trí của biển và kinh tế biển còn chưa đầy đủ. Quy mô kinh tế biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ biển còn nhỏ bé. Hay tình hình khai thác, sử dụng biển và đảo chưa hiệu quả, thiếu bền vững. Nhằm khắc phục những điểm nghẽn đó, Luật Biển Việt Nam năm 2012 và Chiến lược Phát triển Bền vững Kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ra đời, trở thành cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển mạnh mẽ về biển. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển, hình thành văn hóa sinh thái biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực, phục hồi và bảo vệ các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn. Kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương. Có thể thấy rằng là Luật Biển Việt Nam thì đã cụ thể hóa những cái mục tiêu của chiến lược biển Việt Nam. Vậy thì Luật Biển Việt Nam thì đã tạo ra những cái thuận lợi như thế nào trong cái công cuộc phát triển kinh tế biển của nước ta để mà Việt Nam ngày càng bắt kịp với xu thế tiến ra biển của thế giới? Với tư cách là một quốc gia biển và người Việt chúng ta thì đã gắn với biển từ rất sớm, có thể nói từ lâu đời. Sau này khi mà chúng ta phát triển mạnh hơn về kinh tế biển thì nó đã hình thành một số ngành kinh tế biển có tính chất là đi tiên phong và mũi nhọn, ví dụ như là ngành dầu khí, ví dụ như là ngành thủy sản, rồi hàng hải, thêm du lịch biển, vân vân. Việc mà ra đời cái luật biển 2002 là nó bảo đảm được tất cả các chuyên ngành chuyên sâu phát triển đúng hướng, đúng quy định phù hợp với pháp luật để khai thác được tối đa các lợi ích của vùng biển và khắc phục được những các cái hạn chế, ví dụ như những vấn đề về tác động xấu về môi trường, những cái tác động xấu đến làm suy thoái về các nguồn tài nguyên biển. Luật biển Việt Nam năm 2012 ra đời sau một số luật chuyên ngành, nhưng nó lại đóng là luật cơ bản, nó gọi là basic law. Và có thể nói chính nó lại là cái căn cứ để chúng ta điều chỉnh lại những các cái luật chuyên ngành, giảm cái mâu thuẫn đến mức độ thấp nhất và nó tránh được những cái chồng chéo không cần thiết trong cái quá trình vận hành. Tôi cho rằng đây là một cách làm hết sức linh hoạt và cân nhắc được tất cả các khía cạnh của thực tiễn pháp lý, cân nhắc cái lợi ích quốc gia lớn nhất để có thể là khái quát hóa đưa vào luật quốc gia. Thì tôi cho rằng đấy là một cách làm tốt. Vâng, thưa ông, quan điểm nhất quán của Việt Nam về phát triển kinh tế biển là chúng ta phải kết hợp chặt chẽ với đảm bảo an ninh quốc phòng. Vậy thì điều này đã được cụ thể hóa trong luật biển Việt Nam của chúng ta như thế nào? Cái này rất quan trọng là bởi vì trong một số điều trong điều luật ấy, thì chúng ta cũng đã quy định cái phát triển kinh tế là phải gắn với cái phát triển bền vững và phải hài hòa giữa phát triển và bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên. Và phải gắn với cái bảo vệ an ninh chủ quyền. Trong cái quá trình phát triển kinh tế thì chúng ta luôn luôn coi
cái bảo vệ tài nguyên và môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo là ba mặt của một vấn đề. Chúng ta giữ được chủ quyền, chúng ta giữ được môi trường biển hòa bình thì cái việc phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên và môi trường nó sẽ thuận lợi. Và khi kinh tế mạnh, kinh tế phát triển bền vững, có của ăn của để thì chúng ta sẽ có quốc phòng mạnh. Và đặc biệt khi mà chúng ta phát triển kinh tế bền vững thì đây chính là một cách thực hiện cái chủ quyền dân sự của Việt Nam ở những vùng biển Việt Nam tuyên bố có các quyền và lợi ích của mình phù hợp với lại luật pháp quốc tế. Vậy là đây là một mối quan hệ tương hỗ không thể tách rời, không thể tách rời. Dạ vâng. Vậy thì sau 10 năm chúng ta thực thi luật biển thì cái luật biển Việt Nam đã tạo điều kiện như thế nào cho các lực lượng chức năng của chúng ta để thực thi nhiệm vụ để đảm bảo an ninh trên biển? Sau khi luật biển Việt Nam ra đời vào 2012 thì chúng ta tiếp tục củng cố, thể chế hóa và tiếp tục xác định và rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện các cái luật pháp để mà tạo cái cơ sở pháp lý cho các cái lực lượng thực thi pháp luật trên biển được hoạt động. Thì ngoài bộ đội biên phòng, chúng ta đã thành lập thêm cái lực lượng cảnh sát biển và chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái luật cảnh sát biển Việt Nam. Sau đó thì chúng ta tiếp tục thành lập cái lực lượng kiểm ngư để mà bảo vệ cái lợi ích của ngư dân, vì nghề cá là một trong nghề nòng cốt, không chỉ là ngư dân ra biển để làm kinh tế mà ngư dân còn là những cái lực lượng không thể thiếu nếu như biển đảo xảy ra những vấn đề tình huống xấu. Tôi cho rằng đây là một trong những cái thành tựu lớn. Và kể từ khi ra đời ấy, thì cái trật tự trên biển nó khác. Cái lợi ích và cái quyền của Việt Nam được phát huy và cái lợi ích Việt Nam được bảo vệ. Thưa quý vị, về nguyên tắc chính sách quản lý và bảo vệ biển, luật biển Việt Nam quy định các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. Đồng thời cũng nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc và thực hiện các biện pháp cần thiết bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, phát triển kinh tế biển. Có thể nói luật biển Việt Nam là cơ sở pháp lý quan trọng để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức đúng đắn, đầy đủ trách nhiệm của mình, từ đó hành động một cách thiết thực, cụ thể nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Khi các tàu cá trở về sau chuyến biển kéo dài cả tháng trời, cũng là lúc các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 gặp mặt các ngư dân. Không chỉ trò chuyện, thăm hỏi về chuyến biển, các cán bộ chiến sĩ còn tranh thủ tuyên truyền cho bà con các quy định về luật biển. Cảnh sát biển thì cũng thường thông báo cho ngư dân đánh bắt lại cái vùng nào mà vi phạm và vùng nào không vi phạm. Thì tụi anh thì cũng theo cái lời của cảnh sát biển. Không chỉ cảnh sát biển, các lực lượng chức năng khác trên biển như hải quân, biên phòng, kiểm ngư cũng thường xuyên phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên biển cho ngư dân. Nói chung bây giờ có lực lượng kiểm ngư với hải quân Việt Nam ra thì cho những cái tọa độ mà anh em đánh bắt ở đây thì đường phân định rõ ràng. Luật biển Việt Nam được chia sẻ một cách gần gũi, dễ hiểu để các ngư dân không chỉ nắm vững, chấp hành tốt mà còn kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của tàu, thuyền nước ngoài ở vùng biển Việt Nam. Nhận thức cái trách nhiệm của bà con được nâng lên rất nhiều, đã góp phần quan trọng trong việc mà chấp hành các quy định của pháp luật trong việc đánh bắt thủy hải sản trên biển. Với sự ra đời của luật biển Việt Nam năm 2012, công tác giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm với biển đảo của Tổ quốc càng được chú trọng. Tại nhiều trường học, nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức và thêm yêu biển đảo quê hương. Trong khuôn viên trường trung học cơ sở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa đã trở thành hiện vật quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh của trường. Mô hình này được xây dựng từ năm 2016. Dù có kích thước nhỏ hơn cột mốc thật, nhưng có đầy đủ thông tin về đảo như lịch sử, kinh độ, vĩ độ. Khoảng cách địa lý giữa đất liền và hai đảo nó rất là xa, nhưng mà kể từ khi mà cháu nhìn thấy được cột mốc này thì khoảng cách này như được rút gắn lại và cháu cảm thấy rất là tự hào về biển đảo quê hương mình, và từ đó thì tình yêu biển đảo nó lớn hơn trong cháu. Các lớp học trong nhà trường cũng được đặt tên theo các đảo ở Trường Sa và Hoàng Sa.
Để giáo dục cái truyền thống lịch sử về biển đảo quê hương của đất nước đó, thì không những là chỉ có cái việc là xây mô hình cột mốc Trường Sa, cũng không chỉ là đặt tên các cái chí đồi, các cái bằng các cái tên của hòn đảo, mà cái việc này phải là được triển khai thường xuyên. Mà muốn làm được thường xuyên đó, thì tôi đã chỉ đạo các cái tổ bộ môn về các giáo viên phải tích hợp các cái nội dung giáo dục về biển đảo vào các cái tiết học chính khóa, để từ đó là các em có được những cái kiến thức tốt hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Kiến thức về chủ quyền biển đảo không chỉ được đưa vào giảng dạy trong các tiết học địa lý, lịch sử mà còn được lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa. Vào mỗi giờ sinh hoạt cuối tuần, các em sẽ tự thuyết trình về hòn đảo mà lớp mình vinh dự mang tên. Vòng thi cấp trường cũng được tổ chức để tạo sân chơi, cổ vũ các em tìm hiểu thêm về biển đảo quê hương. Và chính từ những hoạt động gần gũi như thế, các em học sinh sẽ hiểu hơn về biển đảo, khơi gợi tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương trong thế hệ tương lai. Vâng, thưa ông, vậy việc luật biển Việt Nam của chúng ta khẳng định chủ trương giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển đảo với các nước khác bằng các biện pháp hòa bình, thì điều này có ý nghĩa như thế nào ạ? Có thể nói đây là một cái ưu tiên mà chúng ta đã đưa vào luật ở cái phần được gọi là nguyên tắc. Chúng ta nói rất rõ là Việt Nam chủ trương giải quyết các vấn đề trên biển trong các cái quan hệ với các nước láng giềng và các nước có lợi ích liên quan trên Biển Đông bằng giải pháp hòa bình. Cái này rất quan trọng là vì thứ nhất, chúng ta là nước nhỏ, đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Cho nên hơn ai hết, người Việt Nam và đất nước Việt Nam có quyền tự hào nói chúng ta là những cái quốc gia mà yêu trộm hòa bình nhất. Chúng ta đã tham gia Công ước Luật Biển từ năm 1994. Việt Nam luôn luôn thể hiện là một cái thành viên có trách nhiệm và chúng ta thực hiện các cái quy định của Công ước. Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982 trong nhiều chương và nhiều điều cũng quy định và hướng dẫn các quốc gia giải quyết những vùng biển còn có những yếu tố tranh chấp, các cái căng thẳng trên biển bằng các giải pháp hòa bình, thông qua các cái con đường ngoại giao, thông qua các cái đối thoại, đưa ra nguyên tắc giải quyết bằng hòa bình không đồng nghĩa với việc là trong mọi trường hợp chúng ta đều có thể giải quyết bằng hòa bình. Trong những tình huống xấu nhất, Việt Nam vẫn có quyền tự vệ bằng vũ lực một cách chính đáng dựa trên các cái quy định pháp luật quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc. Thế kỷ 21 này của chúng ta thì được xem là thế kỷ của đại dương. Chúng ta cần vận dụng luật biển Việt Nam như thế nào để có thể vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế biển nhưng cũng đồng thời sẽ đảm bảo tốt cái nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển đảo của Việt Nam? Biển đối Việt Nam thì mãi mãi quan trọng. Trước kia, xưa kia nó đã quan trọng và ngày nay và tương lai nữa nó vẫn rất quan trọng. Trong luật biển Việt Nam quy định chúng ta không chỉ là có các quyền và lợi ích đối với những cái tuyên bố chúng ta ở khu vực Biển Đông, mà chúng ta có quyền tham gia hưởng lợi và thực hiện các quyền tự do của cái khu vực biển mà ta gọi là biển quốc tế. Thông qua cái việc mở rộng các cái quan hệ phát triển kinh tế, hội nhập trên biển ấy, để chúng ta thực hiện các cái quyền tự do. Phòng ạ, như nãy là cái quyền tự do hàng không trên bầu trời, quyền tự do hàng hải trên mặt nước. Mà tôi nghĩ rằng sắp tới còn có cái quyền tự do ở dưới đáy đại dương, một cái không gian hết sức rộng lớn, còn gấp 3 lần cái không gian trên đất liền của nhân loại, với cái độ sâu khoảng 3,8 cây số trung bình. Chúng ta ra biển phải bằng những các phương tiện hiện đại và khai thác biển nó phải bảo đảm bền vững bằng những công nghệ thân thiện môi trường. Muốn tham gia vào để ra biển lớn thì chúng ta có tương lai rộng hơn thì chúng ta cũng phải chuẩn bị từ hôm nay. Và trong luật biển Việt Nam 2015 chúng ta cũng đã nhắc đến cái điều đó. Cái điểm thứ hai là chúng ta càng hội nhập quốc tế sâu rộng, kinh tế chúng ta càng phát triển ở trên biển thì đây là chỗ dựa vững chắc cho cái việc mà bảo vệ an ninh chủ quyền. Dân giàu thì nước mạnh thì quân đội mạnh. Trong một cái thế giới hiện đại chúng ta phải như thế. Và muốn như thế thì Đảng và Nhà nước ta trong cái nghị quyết 36 gần đây ấy, về phát triển bền vững kinh tế biển 2030 tầm nhìn 45 có xác định là khoa học công nghệ là một trong ba cái yếu tố để mà tạo đột phá cho chúng ta thực hiện, cho chúng ta tiến ra biển để thực hiện phát triển kinh tế biển bền vững.
Với bối cảnh tình hình an ninh hiện nay ở khu vực Biển Đông có nhiều những cái diễn biến phức tạp và khó lường, thì việc áp dụng luật biển, cái vai trò của luật biển thì nó có ý nghĩa như thế nào, cần thiết như thế nào đối với chúng ta trong việc giải quyết những cái thách thức vấn đề trên biển? Có thể nói rằng ở trong khu vực Biển Đông thì cái lợi ích rất là đan xen. Cho nên là chúng ta vừa có những đối tác, vừa có những đối tượng. Chính vì vậy mà với tư cách là một nước nhỏ, một nước yêu trụng hòa bình, thì chúng ta cũng chủ trương là phải dựa vào luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982. Luật Biển Việt Nam quy định công khai, luật pháp hóa về cái chuyện là Việt Nam theo đuổi vận dụng các giải pháp hòa bình để giải quyết các vấn đề trên biển. Thì đây cũng chính là những vấn đề dựa vào luật pháp quốc tế là một cái tuyên bố hoàn toàn chính nghĩa. Và cái chính nghĩa thì bao giờ cũng tranh thủ được sự ủng hộ của các cái bạn bè và những quốc gia, những tổ chức yêu trụng hòa bình trên thế giới. Thông qua đó để chúng ta phối hợp được giữa lợi ích của dân tộc với lại lợi ích quốc tế, lợi ích của khu vực, bảo đảm được cái môi trường hòa bình chung. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm kể từ khi luật biển Việt Nam ra đời và đi vào thực tiễn đã cho thấy giá trị và ý nghĩa của văn bản pháp lý này đối với việc khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời thể hiện chủ trương của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp biển đảo bằng các biện pháp hòa bình cũng như tăng cường hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế và khu vực. Không chỉ mang giá trị pháp lý, sự ra đời của luật biển Việt Nam còn chuyển một thông điệp quan trọng đến cộng đồng quốc tế, đó là Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi trong chương trình. Chương trình Núi Sông Bờ Cõi tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình tại website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.